Vâng, em xin kính chào các bác. Hiện tại thì em lại đang có mặt tại thác Du Già. Thác Du Già mùa đông các bác. Ui, vẫn rất chi là đông khách ở trong này. Mời các bác vào trong thác tham quan thác cùng em. Đợt này thì cũng bận việc, chẳng có thời gian mà quay video để các bác xem. Hôm nay mới rảnh rỗi để vào thác. Ui trời ơi, và đây là khung cảnh thác Du Già super đông. Wow, không có chỗ mà đứng luôn các bạn. Ui giời ơi, ui giời, ngoài người nhảy quả giật hết cả mình. Cảm ơn nhé, thank you. Ôi trời ơi, siêu đông các bạn ạ. Em đi sang bên kia để các bác xem. Ui giời ơi, mùa đông thời tiết chỉ có vài độ thôi mà các bác nhìn này. Ui giời ơi, sao có thể đông như thế này. Em không nghĩ là mùa này thác Du Già có thể đông như thế này được các bạn. Ui giời, siêu siêu đông. Ui đông. Wow, bảo rồi chẳng nghĩ gọi gì cả. Hả? Không sửa được thôi. Không sửa được. Phải về Hà Giang thôi. Wow, các bác ơi. Ở đây có một con các bác nhìn chân của em. To bằng cái chân của nó. Cái này con ngao hay sao con? Ui giời ơi. Con này mà đớp phát là đứt luôn các bạn. Wow, quá khủng khiếp. Đây. Đây là khung cảnh thác quá. Quá đông so với quy định. Trời ơi, trời. Trời ơi, đông như thế rồi. Ê, you're not swimming? To go. To go. But Martin was swimming. Oh, okay. He jump up there? No. Yeah, just swimming is good. Don't jump, don't jump. You swimming? Yeah. Oh, ready? You finish? Yeah, I finish. Yeah. Oh, very quick. Nice, yeah. The water's cold. Oh, cold? Yeah, now it's winter. Whoa! Wow, wow, wow. Amazing. Wow, ngoài đông khách quá. Wow, so big, huh? Này thác siêu đông các bác, thật là khủng khiếp. Em không nghĩ là hôm nay đông. Ôi, có một chị vừa lên chuẩn bị nhảy thác này. Mùa này đông nên là mùa này rất là lạnh nên là cũng chiu cũng ít khách tắm các bác. Nhưng mà nếu như mà mùa hè thì chắc là về thôi. Về đi, nó muốn về chưa? Hả? Nó muốn chơi thôi. Đây các bác, xem. Rất là đông. Nhưng mà có lẽ là khách cũng chỉ xuống tắm được vài phút thôi, không tắm được lâu. Quá là lạnh các bác. Ui. Độ bây giờ Hà Giang khoảng tầm mười mấy độ, 12, 13 độ các bạn. So với khách nước ngoài thì bye bye, see you later. Tonight at 7 we have a dinner together. Enjoy. Wow. Khách của em đã về trước rồi. Chỉ còn đấy thôi. Ui rồi anh trời, quá khủng khiếp. Đấy, dưới này rất là đông các bác ơi. Đấy.
Ui giời, anh kia lộn Santo quả quá là đẳng cấp luôn. Bên kia thế, rất là nhiều khách. Đây, làm sao bên này, các bạn xem. Bên này rất là nhiều khách vừa tắm xong, nhưng mà chắc cũng chỉ tắm một chút thôi. Xong là lên chứ không mấy, không tắm được lâu. Wow. Đây là khủng khiếp. Đây, khung cảnh xung quanh này các bạn, siêu đông. Đi lên cao một chút, nằm. Wow. Hoàn cảnh người khác. Incredible. Ở đây chủ yếu là khách nước ngoài thôi chứ không có khách Việt các bạn. Khách Việt mùa này thì sẽ không đến đây. Wow. Siêu khủng khiếp luôn. Cũng muộn rồi, bây giờ cũng 5:30 rồi, đâm ra là càng ngày càng lạnh, khách chuẩn bị đi về. Quá khủng khiếp, không nghĩ là mùa đông và thác vẫn đông như thế này. Đây, ở dưới nước thì chỉ có một vài khách thôi, không có nhiều lắm vì là nước rất là buốt các bạn. Anh kia cũng thế, chỉ xuống tắm được một lát rồi người lại lên. Wow. Vẫn còn có khách vào luôn các bạn. Kìa, trên kia vẫn còn có khách vào. Ở đây chúng ta xem cảnh anh này Santo. Đây, anh chuẩn bị Santo rồi. Anh này cơ bắp quá. Piu. Tưởng anh Santo, vừa có một anh Santo. Mấy vòng liền. Rất là nhiều khách, cả khách nữ cũng lên rồi các bạn kìa. Đây, đấy, ở dưới rất là đông khách lên. Đẳng cấp luôn. Boom. Siêu đông. Toàn là trai xinh gái đẹp luôn. Đấy. Các khách tắm xong là phải mặc áo dép luôn. Đây hai chị nữ nữa đây các bạn ơi. Hai chị nữ. Quá khủng khiếp. Chúng ta xem nốt hai chị. Ui, chị kia có hình xăm đẹp thế. Đây đây đây, xem hai chị này chuẩn bị nhảy. Wow. Và nhảy là huyền thoại luôn. Chắc lần đầu nhảy sao run lắm các bác ạ. Nhìn lần đầu nhảy mà run lắm. Boom. Siêu đồng. 1, 2. Ôi không dám nhảy à. Đâu rồi. Chiu. Quá giỏi. Quá giỏi. Lạnh vẫn tắm được quá giỏi. Ui lại xinh quá. Quá xinh luôn. Wow.
rồi, lại khách lên tiếp. Lại lên nhảy tiếp. Ui dồi ôi. Oh my god. Xếp hàng nhảy. Ui dồi. À, bước dưới rồi, không dám bước lên trên các bạn ạ. 1 2. Kiếp trông như rất là cao các bác. Đây đấy, em quay gần nhìn phía kia xuống đấy. Đây đến lượt chị này. Trời ơi. Trời ơi. Wow. Con thấy nước trong vắt luôn. Nước xe. Siêu trong. Nhìn thấy cả đáy. Lên hết rồi, không còn khách nào tắm nữa, chỉ nhảy 1-2 lần xong là lên bờ thôi chứ không dám tắm nữa các bạn. Rất là đông. Thì em kết thúc video tại đây rồi, giờ cũng tối muộn rồi, khách cũng chuẩn bị về rồi, đâm ra là hẹn gặp các bác vào những video lần sau các bạn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác nhé.